Xin chào các bạn, ngoài trời lúc này mới rất lớn do ảnh hưởng cơn bão số 8. Và các bạn đã thấy một chiếc máy bay đang hạ cánh xuống đường băng Tân Sơn Nhất trong điều kiện thời tiết mưa rất là lớn. Đột nhiên thì chiếc máy bay này đã bốc đầu lên trên trời. Đây chính là chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Hàn Quốc đi từ Seoul tới Hồ Chí Minh và nó đã không thể hạ cánh xuống đường băng Tân Sơn Nhất vì trời mưa quá lớn và nó đã buộc phải nâng độ cao và tiếp tục bay lên không trung. Chờ cho thời tiết tốt hơn thì nó sẽ tiếp tục hạ cánh lần nữa. Và bây giờ chúng ta có thể theo dõi hành trình bay của nó trên bản đồ radar. Nó đã đảo một vòng và tiếp tục hạ cánh lần 2 xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Sau thời gian gần một tiếng thì chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Hàn Quốc đã quay lại sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị hạ cánh lần 2 sau khi trời đã quang, mây đã tạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì do ảnh hưởng cơn bão số 8 cho nên ở các vùng biển khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 đến cấp 13, giật cấp 15, sóng cao từ 7 đến 9 mét, biển động dữ dội. Chính vì vậy những ngày gần đây thì Sài Gòn mưa liên tục. Với điều kiện thời tiết xấu như vậy thì đã khiến cho những chuyến bay của chúng ta rất khó khăn khi mà hạ cánh xuống đường băng Tân Sơn Nhất. Rất may cho chuyến bay này là sau khi thời tiết đã thay đổi thì nó có thể đủ điều kiện để hạ cánh xuống đường băng.